Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần 2C, Listening, kỹ năng nghe. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần Multiple Choice. Ở đây là phần trắc nghiệm. Lưu ý của em, keywords. Read the questions and analyze the keywords. They will help you do the listening task. Hãy đọc các câu hỏi và gạch chân các từ keyword, tức là các từ trọng tâm của câu, chúng sẽ giúp em làm bài nghe. Vậy thì ở đây tức là như thế nào? Tức là với khi mà chúng ta tiếp xúc với câu hỏi thì chúng ta sẽ không vội vàng lắng nghe bài nghe luôn, hoặc là không chuẩn bị gì mà em sẽ phải phân tích đề, tức là gạch chân những keyword xuất hiện trong câu hỏi để khi nghe thì chúng ta có thể làm bài nghe tốt hơn. Number one, You're going to listen to a dialogue between two friends. Read the questions 1 to 3 and analyze the keywords. Em sẽ nghe một cái đoạn hội thoại giữa hai người bạn. Hãy đọc các câu hỏi từ 1 đến 3 và gạch chân các keywords. Vậy thế nào là keywords? Keywords ở đây có thể là các từ để hỏi, các cái danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong câu. Câu số 1, what type of performance did they see? Họ xem cái loại hình biểu diễn gì, vậy chúng ta sẽ gạch các keyword là type, performance, they see. Number 2, the girl thought the best thing about the performance was. Người cô gái nghĩ là cái điều tốt nhất về cái màn biểu diễn đó là gì, thì chúng ta sẽ có girl thought best thing performance. Number 3, the boy says that the main performer. Cậu bé nói là cái người biểu diễn chính, thì chúng ta sẽ gạch chân the boy says main performers. Ok, rồi vậy thì ở đây chúng ta đã gạch chân xong. Ở phần B, what do you think the dialogue is about? Vậy thì em nghĩ là cái đoạn hội thoại này sẽ nói về cái gì? Vậy chúng ta cũng vẫn tiếp tục gạch chân keyword thôi. What think dialogue about? Cái này nó nói về cái gì? Rồi, vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ đến với phần 2. Now listen to the dialogue for questions 1 to 3. Choose the best answer A, B or C. Ở đây chúng ta sẽ nghe, đúng không? Chúng ta sẽ nghe và sau đó chúng ta sẽ điền các cái câu từ 1 đến 3. Chọn một trong các đáp án A, B hoặc C và cuối cùng là chúng ta sẽ đến phần B để tổng kết lại xem bài này nói về cái gì nhá. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe. To C, exercise 2, page 28. So, what did you think of that? I think it's the best thing I've seen since that opera we went to last year. I agree. The acting was just amazing. The man playing the villain was my favorite. Definitely. I thought the music was really good tonight. The songs went really well with the story. I don't usually like musicals, but this was great. That's true. The music was great, but the story was better, in my opinion. It was so powerful how the main character changed over time. I agree. I thought she was amazing, although she was very young. All the actors were good, but her character was the hardest one to play, I think. Only a really good actor can perform the way she did. Em đã nghe xong. Vậy ở đây chúng ta thấy, ở đây câu số 1, mặc dù có nhắc tới tựa An Opera, nhưng đó là cái buổi biểu diễn tốt nhất từ cái màn opera năm ngoái. Ở đây người ta còn nói đến các cái yếu tố cũng như là nhắc đến từ musical là vở nhạc kịch. Rồi, number 2 của chúng ta là cô gái nhé. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta đã gạch chân the girl. Ở đây là một bạn nam và một bạn nữ. Và các bạn ý nghĩ là âm nhạc thì tuyệt, nhưng mà cái câu chuyện thì còn tuyệt hơn. Vậy thì cái điều tốt nhất ở đây là the story. Number 3, cậu bé, cái bạn nam ấy, bạn ấy nghĩ rằng cái người biểu diễn chính thì như thế nào? Ở đây bạn ấy nói là phải là rất là đảm nhiệm cái vai rất là khó khăn. Chọn câu B, has the most difficult role. Chúng ta sẽ đến phần B. Vậy sau khi chúng ta đã làm các thông tin chi tiết thì chúng ta thấy rằng cái ý chính của bài này là B, a performance they saw. Một cái màn biểu diễn mà họ đã nhìn thấy. Bây giờ chúng ta hãy đi đến cái phần lời thoại nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dịch phần lời thoại. À, vậy cậu nghĩ gì về điều đó? Tớ nghĩ đó là cái điều tốt nhất mà tớ, cái màn biểu diễn tốt nhất mà tớ đã xem kể từ cái màn biểu diễn opera mà chúng ta đi đến năm ngoái. Tớ đồng ý, diễn xuất thì cũng tuyệt vời. À, cái người mà chơi cái loại nhạc cụ này này thì là cái ưa thích, cái nhạc công ưa thích của tớ. Nhất định rồi, tớ nghĩ âm nhạc thì thực sự là tuyệt tối nay. Các bài hát rất là khớp, bổ trợ rất là khớp cho câu chuyện. Tớ thường không thích những cái bài nhạc kịch, musicals, những vở nhạc kịch, nhưng mà cái này thì tuyệt. Đúng đấy, âm nhạc thì tuyệt. Đây là cô gái đưa ra cái nhận định của mình. Nhưng mà câu chuyện, the story thì còn hay hơn, theo ý kiến của tớ. Nó rất mạnh mẽ, lay động. Diễn viên chính đã thay đổi rất là nhiều, đúng không? Đã biến đổi rất là nhiều. Tớ đồng ý, tớ nghĩ cô ấy rất là tuyệt vời mặc dù còn trẻ. Toàn bộ các diễn viên đều giỏi, nhưng diễn xuất của cô ấy là cái phần khó nhất. Ok, was the hardest one to play. I think only a really good actor can perform the way she did. Rồi, bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo, prediction content, dự đoán nội dung. Một cái kỹ năng không thể thiếu khi nghe, tức là chúng ta sẽ phải dự đoán. Look at the questions and think of words that are related to the main theme. This will help you do the task. Hãy nhìn các câu hỏi và nghĩ về những từ mà liên quan đến cái chủ đề chính. Điều này sẽ giúp bạn có thể làm được bài tập. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, number 3. Read the questions 1, 2, 3. Which is about? Hãy đọc các câu hỏi từ 1 đến 3 và cái gì nói về? Câu A, performance. Cái nào nói về một buổi biểu diễn nhỉ? Chúng ta thấy ở đây là performance. Rồi, có thể là liên quan đến book the ticket, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta là có là number 3 thì sẽ đi về A, number 3 đi về A, book the tickets. Tại vì liên quan đến một buổi biểu diễn thì có thể là chúng ta sẽ phải đặt vé, chúng ta sẽ có những cái từ liên quan đến nó. B của chúng ta, a graduation, một lễ tốt nghiệp, có thể là liên quan đến cái phần 1. Và tiếp theo phần C của chúng ta đây là a birthday party, một bữa tiệc sinh nhật, có thể liên quan đến phần 2. Rồi, vậy thì chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Number 4, think of words related to an event in exercise 3 and make notes in your notebook. Hãy nghĩ về những từ liên quan đến mỗi sự kiện trong bài tập số 3 và ghi chép vào trong vở của bạn. Vậy đây chúng ta có các sự kiện này, performance, graduation, and birthday party. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải nghĩ thêm các cái từ liên quan. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là người ta có cái từ là performance thì sẽ có cái từ liên quan là actor. Plot là cảnh, ticket là cái vé, và director là đạo diễn. Graduation, lễ tốt nghiệp thì có student, sinh viên. Party, bữa tiệc. Speech, bài phát biểu. Dance, nhảy múa. Congratulations, những cái lời chúc mừng. Và cake là bánh. Birthday party, bữa tiệc sinh nhật thì chúng ta sẽ có birthday party, tiệc sinh nhật này. Birthday cake, bánh sinh nhật. Decorations, những cái sự trang trí. Và presents là những cái món quà. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ điền xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 5. Now, listen to the dialogues for questions 1, 2, 3. Choose the best answer A, B, or C. Bây giờ em hãy nghe các cái đoạn hội thoại với các cái câu hỏi từ 1 đến 3, em hãy chọn đáp án thích hợp nhé. Chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ phân tích đề bài, chúng ta gạch chân các keyword. Câu số 1, what, then, do, after lunch. Ok, vậy thì cậu ấy làm gì sau bữa trưa? He brought a cake, mang theo một cái bánh. He had a graduation party, có một bữa tiệc sinh tốt nghiệp. He decorated the house, trang trí nhà. Number 2, where did they celebrate Mia's birthday? Vậy thì họ tổ chức cái bữa tiệc sinh nhật của Mia ở đâu? A, at the cinema.
ở rạp chiếu phim, B at the restaurant, ở một cái nhà hàng, và C in the garden, ở trong vườn. Number 3 chúng ta có who, okay, Pratt, Jamie, book the ticket. Ai giúp bạn này đặt vé, đúng không? Chúng ta sẽ có các nhân vật là his brother wife, his parents, bố mẹ của cậu ấy, anh trai là vợ của anh trai, chị dâu đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhé. Exercise 5, page 28. 1. Congratulations for your son, Bill. Thank you, Larry. I'm really proud of my son. I bet you are. How did you celebrate it? We all had lunch together. Then Ben went back home with Peter to put up the decorations for the party. Did you have a nice time? We were having a great time when the lights went out. We didn't know what was happening, but then Peter turned on the lights and he brought a big cake. Awesome. 2. So, Angela, did you have a nice time at Mia's birthday party? Oh, yes. It was great. The decorations were great. Did Sally make the cake? No, they ordered it at the baker's. It was delicious. They held it at home, right? They wanted to. Actually, they were planning to hold it in the garden, but the weather wasn't that good, so they decided to have it at Mark's restaurant. At Mark's restaurant? Yes, but then they changed their mind and held it at the local cinema. Really? Yes. We watched Mia's favorite film, and then we had a small party at the cinema cafe. It was really nice. 3. That was a great performance, Jamie. It was. I really liked it. All the actors were amazing, and the plot was unexpected. We were lucky to get tickets. Did your parents book the tickets? Actually not. I asked my brother to help me. Really? Yes. His wife is a director, so she booked them for us. How nice! Em đã nghe xong. Ở đây chúng ta thấy câu 1 là C, decorated the house. Number 2 của chúng ta là người ta đề cập đến 3 cái địa điểm này luôn, nhưng cuối cùng chốt lại là A, at the cinema. Và cuối cùng, number 3 của chúng ta chính là phần B, là vợ của anh trai. Nào. Rồi, bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo, fun time. Look at the cartoon, circle the correct phrase above. Hãy nhìn vào cái hoạt hình ở bên cạnh. Hãy khoanh tròn cái cụm động từ phrase above. A, what is John doing? John đang làm gì? B, he's putting on, putting off his jacket. Cậu ấy đang mặc hay là cậu ấy đang treo cái kéo khoác của mình. Đây chúng ta có put on tức là wear, tức là mặc. Và put off tức là hang up, là treo hoặc là ngưng máy điện thoại. Và đây chúng ta sẽ chọn câu putting on. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những lesson tiếp theo.